Hồi xin chào anh em nhé, Chào mừng anh em trở lại với kênh Crypto Channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video về một cái dự án cái thông tin mới nhất về dự án BTCS hay bây giờ còn gọi là Core tức là mạng Core. Thì ở trên các bạn mở cái Twitter ra. trên Twitter các bạn nhắm vào cái mục tìm kiếm này vào cái thanh tìm kiếm ấy sau đó các bạn sẽ tìm cho mình cái từ là core à, các bạn vào tìm cái chữ core ấy core dao org này à, hiện tại thì có 831.000 người theo dõi à, cũng khá là đông thì um, à, cách đây một ngày thì họ có một cái tweet là một cái tweet này này, này. cái là một ngày này, có một cái tweet này. Chúng ta chuyển sang dịch. Vui mừng thông báo à Correzao đang hợp tác với một trong những kiểm toán viên giàu kinh nghiệm nhất trong ngành. Lit authority để kiểm tra L1 và hợp đồng thông minh của chúng tôi với dự đoán ra mắt mạng chính. Bấm vào để xem. Đấy chúng ta bấm vào chờ nó dịch nhá đấy Koreao tham gia lực lượng với quyền hạn ít nhất Koreao tham gia lực lượng với thẩm quyền ít nhất để kiểm tra hợp đồng thông minh L1 cộng của chúng tôi khi chúng tôi tiến hành mainnet Koreao vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã thuê list authority để thực hiện kiểm tra list authority đã cho phép tạo ra các công nghệ tương thích với tự do trong hơn một thập kỷ và được coi là một trong những kiểm toán viên có kinh nghiệm nhất trong ngành đấy chúng tôi đã làm việc với list authority về cả hợp đồng thông minh l 1 và hệ thống của chúng tôi họ đã tận dụng các đánh giá thủ công cũng như phân tích lỗ hỏng bảo mật tự động để đưa ra phân tích kỹ lưỡng nhất có thể đấy đó đấy là một cái tweet. cái đây một ngày và hôm nay có một tweet mới hết sức quan trọng đó. đây bảy giờ cái đây bảy giờ họ có một cái tuyết này Coreza vui mừng thông báo quan hệ đối tác của chúng tôi với công ty an ninh mạng hàng đầu trong ngành đó là Harbon Security để kiểm tra L1 và hợp đồng thông minh của chúng tôi nhấp để xem thêm. đối tác cốt lõi của Giao với Harbon. Korea vui mừng thông báo quan hệ đối tác của chúng tôi với Harbon Security. Harbon là một công ty an ninh mạng hàng đầu trong ngành, bao gồm toàn bộ các dịch vụ bảo mật, bao gồm kiểm toán hiệp đồng thông minh và blockchain. Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với Harbon về cả hợp đồng thông minh L1 và hệ thống của chúng tôi. Họ đã tận dụng các đánh giá thủ công cũng như công cụ để À, tự động để cung cấp phân tích à, toàn diện nhất có thể. Corio tin rằng bảo mật là điều tối quan trọng và là một ngành công nghiệp. Chúng tôi cần áp dụng tư duy ưu tiên bảo mật để bảo vệ cộng đồng của mình tốt hơn. Hợp tác với Harbon là một bước tiến tuyệt vời để đạt được mục tiêu cuối cùng. Tại Harbon đây là trích lời của cái ông à, à, Rob à, Ben. Khe giám đốc điều hành của Habon nói là chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu đội ngũ chuyên gia an ninh mạng để kiểm tra Coreza. Nhiệm vụ của họ là phát triển mạng core và hệ sinh thái Satoshi Plus một cách rộng rãi hơn. Nhóm của chúng tôi mong muốn tận dụng chuyên môn bảo mật của chúng tôi trong bảo vệ L1 và các hoạt động thông minh của họ. Đấy thì các bạn có thể vào tweet và các bạn sẽ đọc thêm nè. đây là một cái thông tin hết sức quan trọng à, vì sao lại có hai cái tweet này à, thì à, cũng thông báo với anh em đó là cái mạng kho này này cái mạng kho này à, nó sẽ may nét trong tháng này nhưng mà cái ngày cụ thể thì không biết ngày cụ thể là không biết khi nào đây. Này có thể không biết thế nào. Khi mine net thì um, à, bắt đầu mine net thì các bạn có thể rút cái đồng kho này về ví MetaMask. nó về ví MetaMask và khi mine net thì nó sẽ lít sàn. Đó. Và cái giá mà test net cái giá hiện tại của nó là một kho là 900 đô. 900 đô. Đó. Một con là 900 đô. tức là ở trên mạng internet của nó thì khi mai net thì mình cũng không biết là cái cái sự tranh lệch giá của nó à, có cao hay không tuy nhiên thì cái đồng này nó khá là à, cái đồng này khá là khan hiếm ở chỗ là gì đây các bạn vào cái app mà com mining này thì các bạn sẽ thấy này tổng cung của nó là 2,1 tỷ thôi đó nhưng mà số lượng lưu hành hiện nay chỉ chỉ có 456 uh, triệu 456 triệu 210.000 thôi 210.000 kho được lưu hành và theo tính toán thì tới tháng 10 ngày 12 tháng 12 ấy, thì nó sẽ kết thúc đào ở trên app đó kết thúc đào trên app và khi đó muốn nhận được cái đồng kho này thì À, buộc các bạn phải mua các bạn phải mua co ở trên sàn xong đó chuyển về cái ví metamask và gửi vào quỹ thanh khoản tức là gửi đặt cọc đấy, để lấy lãi hàng tháng đúng không ạ còn những bạn mà đào rồi học đã đang đào thì có lợi thế hơn là sẽ rút trực tiếp từ cái app communing này về tới ví metamask để các bạn đặt cọc và lấy lãi hàng tháng ừ. còn những người mà chưa đào thì buộc họ phải mua đúng ạ, họ phải mua. Đó, à, cho nên là anh em mà đang đào ở đây thì mình cũng xin nhắc một số anh em mà đang đào này, đây này, mình có rất nhiều người đào rất nhiều người vào họ đang nghỉ. Đấy, tức là ở waiting uh, suspended ý, là họ không còn đào nữa, à, rất là tiếc cho họ. rất là tiếc cho họ, à, rất nhiều người nghỉ. Đúng không ạ? Và một số người thì không tương thích với điện thoại ở cấp 2 của mình cũng thế một số rất nhiều người anh em không có kiên trì và không đào nữa à, rất là tiếc Đó. thì cũng nói luôn với anh em là cái dự án này là khá uy tín vì sao ạ Vì sao mình lại khẳng định như thế thì ở đây à, mình sẽ vào mục của tôi này vào mục của tôi thì à, mình sẽ cho các bạn xem về cái lịch sử rút tiền BTC à, tức là trước đây á, khi mà đào à, khi mà đào kho ấy thì các bạn sẽ được nhận cái BTC là miễn phí đây đấy và mình đã rút được 0 00 0 năm BTC tức là trạng thái đã hoàn thành đấy có đầy đủ luôn số lượng trạng thái là hoàn thành Comnet, địa chỉ rút có đủ đầy đủ rồi uh, tắc ID đầy đủ uh, phí giao dịch rất rẻ uh, thời gian là rút vào ngày uh, 19 tháng 7 2022 vào 14 giờ uh, rất là chi tiết thì cái dự án này á, là họ đã chi tới 5 triệu đô để 5 triệu đô la uh, để tặng cho thợ đào thông qua cái chương trình À, tặng miễn phí BTC và mình nghĩ rằng sắp tới họ sẽ có một cái 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 chương trình là sẽ ETH thì mình nghĩ rằng nó sẽ có nó sẽ có khi mà ETH chuẩn bị à, hợp nhất à, hợp nhất à, giữa ETC và ETH tức là đồng à, ETH Classic ấy, à, và đồng ETH bây giờ nó sẽ hợp nhất lại thì mình nghĩ rằng mình dự đoán rằng sẽ có chương trình Aerop cho cái, cái, cái này Và mình cũng nói luôn về cái app này Các bạn sẽ khá là bất ngờ Vì trên cái app này nó có một cái uh, Tuyệt vời là ở chỗ là gì Ở đây là một cái mạng Mạng riêng tức là một blockchain riêng Giống như là cái đồng BNB đấy um, Giống như cái đồng BNB Nhưng mà nó có đặc điểm là gì Uh, trên này khi mà nó có blockchain riêng thì nó sẽ có sàn riêng thì cái app này sẽ trở thành một cái sàn hay còn gọi là swap được các bạn sẽ có cái có thể swap từ đồng kho này sang cái usdt thông qua các cái uh, cái cái sàn uh, sàn đết. đúng không ạ? thông qua các sàn dex đây ví dụ như là ở đây có đầy đủ tất cả các cái thông số về về thị trường thông số tiền mã hóa hợp đồng thông minh hợp đồng uh, futures rồi mới à, tìm hiểu hàng đầu vân vân xếp hạng đó nó có đầy đủ top giá thị trường rồi hôm nay à, tuần đúng không ạ rồi hôm nay đó top giá này giảm giá này top tăng này nó có phân tích thị trường khá là à, cơ bản ở đây có một số bạn nếu biết tiếng Anh thì có thể sử dụng cái tin tức để biết thêm các cái à, đồng à, coi à, cũng rất là tuyệt vời Đấy, đây là quản lý của tôi. Đấy. Và ở đây các bạn có một cái điều hết sức quan trọng này để rút co về thì các bạn nhớ đó là thiết lập cá nhân và vào cái mật khẩu quỹ. Nhớ nhé, vào cái mật khẩu quỹ. Để chúng ta cài cái mật khẩu quỹ và ghi ra giấy. Nhớ điều đấy. Thứ hai nữa là cái email ấy thì phải là email đang sử dụng nhé. Bạn nào mà sử dụng cái email mà đã lâu lắm rồi không bao giờ vào, không bao giờ gửi tin nhắn cho ai cả thì nên gửi cho nhau đi, gửi qua cái tin nào đấy để người ta xác định rằng cái email đấy không phải là email ảo, mà các bạn phải sử dụng email à, chính chính thức. Một điều nữa các bạn nhớ đó là cái địa chỉ ví metamask của các bạn thì phải chuẩn nhé. Địa chỉ metamask của các bạn mà không chuẩn sau này sẽ không rút được cái đồng đó về đâu. Cho nên là địa chỉ metamask là à, phải chuẩn. Đó. Đó là một số cái nhắc nhở à, cái thông báo mình muốn gửi tới anh em để chúng ta chuẩn bị có tiền đồng này thì chắc chắn sẽ rất là giá trị vì nó tổng cung là 2,1 tỷ nhưng mà nó tới khai thác tới 81 năm lại và hiện nay cái tổng lưu hành của nó thì đang khá ít đúng không ạ mới có chưa tới 500 mới 456 thôi Thế nên là anh em tranh thủ đào những ai mà đang đào thì mà đang đang dừng đào thì khởi động lại ngay còn những bạn nào mà chưa đào thì mình để link mô tả dưới video ấy và các bạn chỉ ra sử dụng được trên hệ điều hành Android thôi, à, cho nên là các bạn là lưu ý. Đấy. À, và cái video của mình thì đến đây cũng kết thúc. nếu như video này các bạn thấy hay thì có thể chia sẻ cho nhiều anh em. thứ hai á là các em anh em đăng ký kênh à, để ủng hộ kênh và nhấm vào cái chuông để à, cập nhật các cái video mới nhất à, khi mình gửi lên. Đó. À, tạm biệt anh em và chúc anh em thành công với đồng Core, Core hay còn gọi là